Chào anh em, quay trở lại với kênh YouTube Bố Già Đi Biển. Mình là Trần Bình, đây là ghe thu mua của mình. Quá lâu rồi mình mới quay trở lại, quay toàn bộ thân tàu của ghe thu mua mình cho anh em xem. Ngày hôm nay đội ngũ mấy anh em gia đình đang tiến hành hoàn thiện cái phần cabin. Thân vỏ là mấy anh em sơn hoàn chỉnh rồi, chỉ có một số lem nhem thì sẽ tiến hành đi nguội lại sau. Đây, mình sẽ đi loáng thoáng quay một clip cũng tầm dao động mười mấy hai chục ngày chưa quay lại cái quá trình làm mới anh em xem. Đây bóng chanh. Vậy bên này mấy chiếc bên này xuống ù hết rồi, chỉ còn ghe thu mua của mình với ghe đánh bắt nhỏ ở nhà. Ghe đánh bắt nhỏ là hoàn thiện phần sơn rồi, ghe thu mua của mình cũng đang tiến hành hoàn thiện. Rất đẹp, rất rực rỡ, mấy anh em sơn phủ số niêm rô luôn ơi. Rồi mình sẽ tiến hành mình vẽ lại sau. Ngày nào đẹp mình quẻ lại sau. Đây cái ngà năm nay mình bọc xíu inox thôi, bởi vì vô trong này mấy ngà nó hay cơ vô thành cảng á, nó hay đậu bê tông cho nên là có inox cho nó bảo vệ, nó khỏi trầy trụa, cho thấy cái ngà nó sắc bén, nó đẹp. Hoàn thiện gọi là 90%, chỉ còn cái nước đi nguội đi chỉ lại thôi. Quá trình hoàn thiện thì ở clip này mình cũng giới thiệu cho anh em xem luôn là năm ngoái là mình sơn cái loại sơn tàu. Loại sơn này nó bảo vệ chống hà rất là tốt, chống hà rất là tốt ha, cực tốt luôn. Sơn tàu thì nó rất nhiều phiên bản về tàu, và đặc biệt cái loại phiên bản mà mình dùng đó là phiên bản mà dành cho những con tàu hàng, những tàu hàng, tàu vỏ sắt và tàu nhựa composite, và phù hợp cho cả tàu thân vỏ gỗ. Thì theo mình cảm nhận qua một năm sử dụng thì hầu như là không có đóng cái con hầu nào hết trơn, nó có đóng lũi phủi gì đó, nhưng mà trong thời gian tích tắc thì nó cũng bị cái gọi là cái chất ở trong cái sơn hà á, nó làm cho cái con hầu nó không có phát triển nữa, nó chết rồi, nó tự rụng luôn đó, nó tự rụng đó. Sơn hà mình giới thiệu cho anh em là loại sơn hà tốt, phiên bản này phiên bản nhập khẩu, nó cũng là cái thương hiệu đó, nó cũng là cái thương hiệu đó, nhưng mà anh em mua chúng cái phiên bản mà dành cho sản xuất thương mại tại Việt Nam thì nó sẽ ra một cái chất lượng khác nha anh em. Cho nên là nhiều anh em cũng sơn tàu, nhưng mà cũng có phản hồi với Bình, cũng có là anh em cũng sơn tàu mà sao là nó vẫn đóng hầu hà bình thường, nó vẫn đóng theo kiểu cái tần suất nó đóng rất là dày và cũng khá là nhanh. Thì Bình nêu lại cho anh em kỹ chi tiết luôn, thì phiên bản sơn hà mà sơn tàu Bình dùng đó là phiên bản nhập khẩu đó. Thì phiên bản nhập khẩu thì chắc chắn là cái giá thành nó cao hơn, cao hơn, nhưng mà nó bù lại rất là nhiều cái lợi, đó là anh em mình không có đóng hà thì nó bảo vệ được cái thân vỏ, đặc biệt là vỏ gỗ, bảo vệ được cái thân vỏ rất là tốt, qua thời gian nó không bị hư cây gỗ. Và anh em mình sử dụng con tàu nó sạch thì mình chạy nó trơn mình hơn, nó lợi về cái đường chạy, nó tiết kiệm dầu. Cái đặc điểm tiếp theo nữa đó là các anh em mình khi mà cái hầu hà nó ít đóng bám á, thì anh em làm nghề lưới quay hay anh em làm nghề kéo câu, mà khi mà lưới với là dây câu mà nó dựa vô cái thân tàu nó đi lên á, thì nó sẽ bị con hầu hà nó làm trầy xước, nó làm rách, thì cái hao mòn của mình nó cao hơn cái tiền sơn.
nên là anh em mình nên cân nhắc và chọn cái loại sơn nó tốt, phù hợp. Ví dụ như cái sơn này, mình chỉ thẳng luôn cái hiệu này là cái hiệu sơn mình dùng. Nó cũng có một cái thùng sơn y như thế này, không khác gì, tất cả tem mạc luôn. Nhưng nó là cái phiên bản sản xuất tại Việt Nam. Đó. Thì cái chuyện tem mạc là nó rất là dễ dàng. Bây giờ là hàng húa thì tem mạc nó rất là dễ dàng để làm và dễ đóng thôi. Cho nên là anh em sẽ không có nhận ra đâu. Quan trọng là mình mua, mình tin dùng ở cái người bán đó, và cái nguồn hàng đó. Thì anh em nào cần sơn tàu thì cứ liên hệ trực tiếp qua Bình luôn. Bởi vì ở clip trước thì Bình quay thì anh em hỏi thăm rất là nhiều. Thì bữa nay thì Bình kiểm soát cái nguồn sơn, Bình giới thiệu đến cho anh em mình tin dùng thôi. Rất là nhiều cái lợi, đường chạy nó cũng lợi, bảo vệ thân tàu. Rồi mình làm lưới này nọ nó khỏi bị xước xác. Đó. Khi anh em kéo lên ụ anh em cũng khỏe nữa. Nó khỏe là anh em khỏi mất công làm láng, làm nguội. Rồi anh em sơn cái nước sơn tiếp theo. Khi mà cái thân vỏ anh em, thân vỏ của ghe tàu anh em nó láng á, thì anh em sơn cái nước sơn tiếp theo là anh em nó rất là tiết kiệm sơn. Và cái đường sơn nó cũng rất là đẹp. Thì năm nay Bình, năm tiếp theo rồi, Bình tiếp tục sử dụng cái sơn Hà chất lượng như thế này. Nó gọi là nó cao tiền tí xíu, nhưng mà nó rất là nhiều cái mà có lợi trong quá trình mà năm vừa rồi mình sử dụng. Đó. Bình thì kênh YouTube chuyên phổ biến các cái điều gì mà nó tin dùng và nó có lợi nhất đến với anh em. Một số những cái sản phẩm mà qua quá trình mình sử dụng, Bình cảm thấy nó không có đáp ứng được thì Bình cũng cân nhắc và sửa trong những cái clip khác. Khi mà mình sử dụng mình thấy nó không có bảo đảm, nó không có ok trong quá trình mình xài, thì mình cũng khuyên anh em là sản phẩm đó là không nên xài. Nhưng mà mình khuyên anh em một cách khéo léo thôi, có thể là qua tin nhắn, qua điện thoại thôi, chứ trong clip mình cũng không có nói, bởi vì nó cũng sợ là phiền mắc lòng với những anh em khác, bởi vì họ cũng là người bán hàng mà. Đấy. Thì có cái gì hay ho Bình sẽ chia sẻ cho anh em. Còn những anh em nào cần sơn Hà thì cứ liên hệ với Bình. Còn sơn thân vỏ thì anh em cứ sơn của Bạch Tuyết hay là các cái hãng khác, anh em nào quen sơn là anh em cứ sơn thôi. Đấy. Sơn Hà nè, Bình anh em mình thấy cái thân vỏ nó không có có lợn cợn, mình sơn nó rất là lợi sơn, rất là đẹp. Và thậm chí cái phần lông cốt luôn nha, Bình giới thiệu cái sơn Hà này nó rất là phù hợp với ghe tàu lắc tích nhựa composite nha. Bởi vì cái phần lông cốt của tàu cá của Bình nè, là Bình có lắc tích toàn bộ cái lông cốt, và khi kéo lên là cũng chả có hầu hà gì hết trơn á. Rất là chất lượng ha, rất là chất lượng. Một kênh YouTube mà thẳng thắn, cũng gọi là sẵn sàng phản bác những cái điều gì mà nó không hay tới anh em, để cho mình có cái chất lượng sử dụng nó tốt hơn. Rồi nha anh em, còn clip về máy Cumin thì ở năm tiếp theo, khi Bình dọn cái máy Cumin xong, Bình sử dụng nó như thế nào, Bình sẽ phản hồi lại cho anh em mình một cách nhanh chóng nhất nha. Cảm ơn anh em đã xem clip của kênh YouTube Bố Già Đi Biển. Chào anh em.